ở Việt Nam vẫn phải mặc áo khoác dày sao? Con rể Trung Quốc nói cho bạn biết Việt Nam lạnh quá, người Đông Bắc như tôi còn không chịu nổi. Đó là tiêu đề video của chàng rể Trung Quốc người Đông Bắc. Anh chàng này lấy vợ Việt Nam là người Lạng Sơn và đã có thể cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt của miền Bắc Việt Nam. Như nhiều video về netizen Trung Quốc trước, các bạn đều thấy phần lớn người Trung Quốc đều cho rằng Việt Nam không có mùa đông. Mỗi lần xem video nào đó quay người Việt Nam mặc quần áo dày, họ sẽ nghi ngờ đây không phải là Việt Nam vì cứ cho rằng Việt Nam không có mùa đông. Nhưng mà đâu có biết, miền Bắc Việt Nam thời tiết thật sự khắc nghiệt. Mấy ngày hôm nay, miền Bắc rét nhất âm 2 độ, đỉnh núi Mẫu Sơn Lạng Sơn sáng nay xuống còn âm 2 độ, thấp nhất từ đầu đông, Sapa Lào Cai 3 độ, Ba Vì Hà Nội 10 độ C. Miền Bắc bước sang ngày thứ 6 của đợt rét đậm rét hại, nhiệt độ trung bình ngày ở đồng bằng từ 15 độ trở xuống, trung du và miền núi dưới 13 độ. Sáng nay trời rét hơn do không khí lạnh tăng cường. Tại Hà Nội, lần đầu tiên trong các mùa đông, trạm Ba Vì ghi nhận 10 độ C, các trạm láng Hà Đông, Sơn Tây, Hoài Đức 11 độ C, nhiều nơi ở đồng bằng rét hơn như Chí Linh, Hải Dương 8 độ C, Thái Bình 9 độ C. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng và có mái che và cách mặt đất khoảng 2 mét. Ngoài trời có thể thấp hơn 2-3 độ C. Nói về cái lạnh của Việt Nam so với nước ngoài thì một số dân mạng Việt Nam đã bình luận như thế này. Ở Việt Nam không có hệ thống sưởi, lại còn đi xe máy nhiều nữa nên con người phải chịu lạnh nhiều hơn. Còn châu Âu, đâu đâu cũng có sưởi rồi, xe buýt, tàu điện hay văn phòng đều có sưởi, chứ đừng nghĩ Việt Nam lạnh hơn. Mình ở Tây tầm 0 độ đến âm 10 độ mới gọi là rét cần sưởi. Về Hà Nội 12 độ như hôm nay, bật sưởi từ sáng đến đêm, quấn chăn suốt ngày. Mình ở Úc 15 đến 16 độ vẫn còn mặc cộp, nhưng 17 độ ở Việt Nam thì ba lớp áo. Đúng đó, mình đi Bắc Kinh thấy 0 độ cũng không lạnh bằng Hà Nội 12 đến 13 độ. Đấy là dân mạng Việt Nam cảm nhận như vậy. Vậy một người đến từ Đông Bắc Trung Quốc cảm nhận như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Mở đầu video, chàng rể Trung Quốc chia sẻ. Tôi thấy rất nhiều người cứ nói, ây da, sao người Việt Nam lại mặc áo khoác dày cộp như vậy? Ở Việt Nam có lạnh không? Không phải Việt Nam rất ấm áp hay sao? Thực ra ở Việt Nam cũng rất lạnh. Sau đó anh chàng này quay cảnh mọi người trong nhà đều phải mặc áo khoác dày. Trên giường ngủ còn phải đắp hai cái chăn bông vì quá lạnh. Cô vợ Tiểu Nhu người Việt Nam chia sẻ, ở Đông Bắc Trung Quốc cũng phải mặc quần áo dày như thế này. Mặc dù thời tiết không lạnh bằng Đông Bắc, nhưng thực sự cũng rất lạnh. Thời tiết lạnh ở Việt Nam thực sự khác với lạnh ở Đông Bắc Trung Quốc. Ở Việt Nam là lạnh ẩm, mặc số lượng quần áo dày như ở Đông Bắc nhưng vẫn cảm thấy lạnh buốt. Cuối cùng chàng rể Trung Quốc vì quá lạnh mà phải chui vào trong bếp để sưởi ấm. Anh chàng phải thốt lên, thời tiết quá lạnh rồi. Lạnh quá thì phải tìm nơi ấm áp để sưởi mỗi ngày. Thật là làm mất mặt người Đông Bắc. Tôi là một người Đông Bắc Trung Quốc mà đến Việt Nam cảm giác sắp bị đông chết rồi. Vâng, thời tiết ở Lạng Sơn quả thật là rét đậm rét hại, rét từ trong ra ngoài. Vậy còn dân mạng Trung Quốc nào nói Việt Nam không có mùa đông nữa không? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần bình luận ngay bây giờ nhé! Miền Nam Việt Nam không có mùa đông nhưng miền Bắc lại lạnh. Trong thời gian viện trợ Việt Nam chống Mỹ từ tháng 6 năm 1965 đến tháng 8 năm 1973, tôi đóng quân ở xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn và thôn Mỹ Thảo, huyện Chi Lăng hơn 2 năm. Từ tháng 5 năm 1968 đến tháng 7 năm 1970, mùa đông lạnh nhất chỉ cần mặc áo bông và quần lông cừu. Tỉnh Lạng Sơn chủ yếu là đồi núi, thảm thực vật tươi tốt. Đèo Hữu Nghị cách Đồng Đăng 4 km, cách thành phố Lạng Sơn 14 km và cách Hà Nội 170 km. Quốc lộ 1 Việt Nam đang bắt đầu từ km số 0 đèo Hữu Nghị qua tỉnh Bắc Giang, tỉnh Lạng Sơn đến Hà Nội, đường xi măng trơ sơn đen. Tỉnh Lạng Sơn đang phát triển nhanh chóng. Một cựu chiến binh của chúng tôi đã trở về Việt Nam và lập doanh nghiệp gần Tân Thành, Lạng Sơn. Việt Nam ẩm ướt lạnh thấu xương, trong khi Đông Bắc Trung Quốc lại lạnh khô. Tôi đã trải nghiệm qua rồi, chỉ cần mặc thêm quần áo nếu trời khô và lạnh. Ẩm ướt là lạnh từ trong ra ngoài, tôi cảm thấy vô dụng khi mặc thêm quần áo. Tôi từng xem những kênh của người Việt Nam và nghĩ rằng các vùng nông thôn ở Việt Nam đặc biệt nghèo. Hóa ra điều kiện kinh tế ở quê hương của Tiểu Nguyệt và Tiểu Nhu khá tốt, ngôi nhà được xây dựng tốt và trang trí gọn gàng. Lạng Sơn Việt Nam tiếp giáp với Quảng Tây Trung Quốc, cũng là vùng núi, khí hậu giống Quảng Tây, mùa đông cũng ẩm ướt và lạnh giá. Người vùng Đông Bắc có khả năng chống chịu xương giá kém nhất, miền Bắc Việt Nam có cùng vĩ độ với Quý Châu và lạnh ẩm như vùng Giang Nam. Có hệ thống sưởi ở vùng Đông Bắc. Vấn đề là ở vùng Đông Bắc thì khô lạnh, trong khi ở Việt Nam lại ẩm ướt và lạnh lẽo.
Nhà vùng Đông Bắc nói chung có sưởi ấm, nhưng ở Việt Nam thì không có, nên mùa đông Việt Nam rất khó chịu. Người Hán vùng Đông Bắc có thể chịu đựng được âm 50 độ C, nhưng không thể chịu đựng được 10 độ C ở Việt Nam. Ở vùng Đông Bắc khô và lạnh, nó xuyên qua da nhưng không vào xương. Thời tiết lạnh ẩm ở miền Nam khiến xương cốt bạn lạnh cống. Khí hậu miền Bắc và miền Nam Việt Nam có sự chênh lệch rất lớn về khí hậu. Vị trí nhà của Tiểu Nhu rất gần Quảng Tây, vĩ độ địa lý cũng gần giống như Trạm Giang và Mậu Giang ở Quảng Đông. Nhiệt độ mùa đông gần đây ở mức khoảng 10 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn phía Nam mỗi ngày hơn 30 độ C, có thể nóng chết cẩu. Khí hậu khô và lạnh ở phía Bắc gây sát thương vật lý, trong khi khí hậu ẩm ướt và lạnh lẽo ở phía Nam gây sát thương phép thuật, có thể xuyên qua phòng ngự vật lý. Ở miền Bắc ra ngoài mặc quần áo dày, đi lại toàn thân ấm áp, vào nhà thì có máy sưởi, thực ra rất thoải mái. Ở miền Nam nhiệt độ có thể không thấp như vậy, nhưng ngồi trong phòng thật sự càng lạnh thấu xương bởi hơi lạnh. Tóm lại, tôi là một người miền Nam từng sống ở miền Bắc. Trong video, thấy người Việt Nam hiền lành, lương thiện, ngày nào cũng mời nhau đi ăn, trong khi người thành thị Trung Quốc lại chú trọng đến không gian riêng của mình, không muốn bị quấy rầy. Ở nhà quê đốt bếp lửa thì không lạnh, ngày ngày đốt lửa thì nhà không lạnh. Nếu không áp dụng các biện pháp sưởi ấm ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, chắc chắn vùng này sẽ lạnh hơn Việt Nam. Tôi cảm thấy có sự tương đồng giữa phong tục Việt Nam và Trung Quốc. Người Việt Nam đều sử dụng đồ nội thất bằng gỗ vụn nguyên khối, rất ấn tượng. Tôi là một ông già đến từ Sơn Đông, đã ở Trùng Khánh được 5 năm. Mùa đông nào tôi cũng sợ hãi, trời lạnh và ẩm, lạnh thấu xương, nhiệt độ dưới 0 độ. Nhà tự xây ở Việt Nam nhìn chung không có tường ngoài cách nhiệt, nên mùa hè nóng, mùa đông lạnh. Ở miền Bắc Trung Quốc, tường ngoài nhìn chung có cách nhiệt, mùa đông không sưởi ấm thì nhiệt độ cũng sẽ lên tới 20 độ C, cao hơn nhiệt độ ngoài trời. Giống như hai ngôi nhà của tôi, các ngôi nhà đều ở Trịnh Châu, với nhiệt độ ngoài trời là âm 8 độ C, nhiệt độ trong nhà là 27 độ C khi bật hệ thống sưởi sàn và nhiệt độ trong nhà là 16 độ C khi không bật hệ thống sưởi sàn. Miền Bắc khô hanh, miền Nam độ ẩm cao nên điều hòa miền Nam cần bật chức năng sấy, sưởi điện phụ hoặc hút ẩm. Những ngôi nhà ở Trung Quốc cũng không được xây cách nhiệt, chưa kể phía Nam, ở Hồ Bắc, Tứ Xuyên và Quý Châu cũng không được xây cách nhiệt. Không phải ở Việt Nam chỗ nào cũng lạnh, khoảng cách Nam Bắc quá xa. Hình như người dân thành phố Hồ Chí Minh mặc quần áo ngắn tay trong dịp Tết Nguyên đán. Ở phía Bắc đất nước có hệ thống sưởi, mặc dù bên ngoài trời rất lạnh nhưng bạn không thường xuyên ra ngoài trời. Ở miền Nam và Việt Nam không có hệ thống sưởi nên nhiệt độ có thể không thấp đến mức đó. Nhưng nếu bạn ở trong môi trường nhiệt độ thấp lâu ngày, con người sẽ cảm thấy lạnh. Hơn nữa, khí hậu ẩm ướt, cảm giác lạnh lẽo giống như trực tiếp đóng băng xương cốt qua da, đơn giản là cảm thấy khó chịu hơn. Cuộc sống nông thôn ở Việt Nam cũng rất tốt, nhà ở cũng rất đẹp. Nguyên nhân là do nhiệt độ chênh lệch lên xuống 30 độ nên cảm giác cơ thể không chịu nổi. Miền Bắc Việt Nam rất giống với miền Bắc sông Dương Tử ở Trung Quốc, ẩm ướt và lạnh lẽo. Chẳng hạn như mùa đông ở Thượng Hải thực sự khiến người dân vùng Đông Bắc không thể chịu nổi. Tôi rất thích xem video của bạn. Từ video của bạn, tôi có thể cảm nhận được hương vị của năm mới và sự gần gũi của con người chỉ có thể tìm thấy ở các vùng nông thôn. Sau quá trình đô thị hóa ở Trung Quốc, hương vị của năm mới và sự gần gũi của con người ngày càng ít hơn. Cuộc sống ở Việt Nam khá tốt, không khó khăn như mọi người nói. Trong video, tôi không biết ở đâu ở Việt Nam. Hình như các bạn cùng lớp và bạn bè tôi đến Quảng Tây vào mùa đông, nói khí hậu dễ chịu. Tại sao Việt Nam lại lạnh đến vậy? Sự phát triển kinh tế của quê hương Tiểu Nhu khá tốt, thành thật mà nói. Mức sống tốt hơn các vùng nông thôn phía Bắc Trung Quốc, Việt Nam không thể coi là nghèo nàn và lạc hậu. Tuy Việt Nam không lạnh như vùng Đông Bắc Trung Quốc, nhưng thời tiết tháng 12 âm lịch rất ẩm và lạnh. Nên người dân miền Bắc ở Trung Quốc có thể không bị tê cóng, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên khi ở Việt Nam bị tê cóng do lạnh. Phong tục văn hóa của Việt Nam giống với Trung Quốc đến mức gần như không có khoảng cách giao tiếp. Giữa các nước láng giềng thì phong tục văn hóa của Việt Nam và Trung Quốc là gần gũi nhất. Trên đây là một vài ý kiến của dân mạng Trung Quốc. Không thấy ai vào đây comment, Việt Nam không có mùa đông như những video khác nữa rồi. Mấy hôm nay lạnh quá, các bạn ở phía Bắc nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.